Rồi, đồ sư của bonsai Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con là một lô đồ gỗ nha bà con. Bữa nay em có một cái sạp tam thành ha, ba thành nha, cẩn ba mặt ha, rất là đẹp luôn. Hàng này khá cũ khá xưa rồi nha, với một số tranh và một số đồ gốm nha. Đó, có mấy cái khai vuông khá đẹp nha bà con. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, đầu tiên là mã số 1 nha bà con, bữa nay là số 1 ha, không có chữ cái phía sau nha. Số 1 là em có một bộ tranh tứ bình nha. Đó, tích hai cái là sen dịch và tùng hạt nha bà con. Đó, hàng này à khảm ốc mà đỏ nha, vàng chanh rất là đẹp luôn nha. Ở lửa vàng chanh khá đẹp luôn. Đây là bức mà tùng hạt nha bà con. Tùng hạt viên niên nha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con, hàng này khoảng 20 mấy 30 năm đổ về đây nha. À, cái này cũng cũ rồi, khá cũ rồi. Cái này em mới vừa vệ sinh xương xương nó một cái cho nó mới lên nha. Khi đi thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ bóng láng để cho bà con mình nhận nha. Rồi, em đo cái chiều cao nha. Rồi, thông số chiều cao này là một chiều cao là 90-97 nha bà con. Đó. Này, gỗ này lên dân rất là đẹp nha bà con. Đó. Ngang là 31 nha, 30. Đó. Đố dãy ngoài này là khoảng 3 phân mấy, gần 4 phân nha bà con. Đây, cái bộ tứ bình này thì liền khối gỗ, cái này khối gỗ khá dày nha. Đó, liền khối này dày nha. Mã số 1 này em giao lưu bà con là giá là 9 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Đó, một bộ tứ bình nha. Ốc vàng chanh đỏ lửa xanh lá, nó rất là đẹp nha bà con. Mã số 2, mã số 2 là một bộ sạp ba thành nha bà con. Đó, hàng này khá chuẩn là cũ nha. Đó, ốc thì ốc đỏ lửa rất là đẹp luôn, ốc xưa mình à, khá đẹp luôn nha. Đó, đây sạp này khá lớn nha bà con. Em sẽ đo thông số chiều dài ha, em đo thông số ha. Đây, tổng cái chiều dài là khoảng 180 nha bà con. Đó, 175 nhá, 175. Đó, phủ bì nha. Còn lọt lòng cái chiều ngang da ga gì là 170 nha. Đó. Ốc thì bà con nhìn thấy cái vàng này, ốc rất là đẹp luôn. Đó, cây á, cây và ốc theo thời gian nó đã xuống màu. Đó, cái này khoảng 40 năm trở lên nha bà con. Hàng này hàng chuẩn cũ nha. Đó. Rồi, tổng cái chiều dài của cái sạp nha. Tổng chiều dài luôn là 215. Đó, lọt lòng. Lọt lòng là 204 nha. Đó, lọt lòng của cái sạp là 204. Đó, đá lót được đá dân mây nha. Đó, đá dân mây rất là đẹp nha. Đó, mình xem cái gỗ và cái đá ha, và cái những cái ốc khảm đó, cái màu sắc đó thì mình cũng đã biết là cái này nó đã có cái tuổi đời như thế nào rồi nha bà con. Đó, mình xem cho kỹ nha. Ở đây toàn là những mặt đá rất là đẹp nha. Ốc thì khảm rất là tơ tóc luôn. Đó, là những cái bình hoa. Đó, những cái hoa. À, rồi em đo chân nhá. Đây, chân, chân này là 16 nha. Đó, chân khá lớn và nặng nha. Cái này là toàn bộ là hàng mình xài mỏng ha. Đó, mình lắp ráp ra là toàn bộ bằng mỏng hết. Đó, ốc thì khảm rất là nhiều ốc luôn. Đây, bà con xem kỹ giùm em ha, cái những vị trí này mình xài lâu năm nó có một sức một số ốc nha. Đó, có sao thì em báo vậy cho bà con nha, nó cũng có sức một số nha. Đây, những lá trúc, lá tre, những cái cây đó làm rất là sắc nét, sắc sảo nha. Đó, đục chạm cũng khá đẹp luôn. Đó, số điện thoại giao lưu em là 0939442212 nha bà con. Đó, bà con kết bạn Zalo, em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết để cho mình xem cho nó dễ, mình chốt hàng cho nó yên tâm nha. Đó, cái mã số 2 này thì em giao lưu bà con là 89 triệu nha, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, đó bà con mình nhìn xem những cái vàng ốc này là không chê vào đâu được hết nha. Đó, từ ốc tới gỗ rất là đẹp luôn. Đó, khảm là ba mặt nha bà con, phía sau là không có nha, phía sau mình không có khảm nha. Đó, ốc ba mặt này như nhau hết, toàn là ốc đẹp hết. Đó, cây này khảm khá nhiều ốc nha bà con. À, bà con mình xem kỹ rồi kết bạn Zalo, em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết để cho mình chốt hàng cho dễ dàng hơn nha. Đó, bà con mình xem thấy hay, đó, cho em một lượt đăng ký, một lượt like. Đó, em có động lực làm những cái clip khác, những clip mới tốt để phục vụ cho bà con ha. Đây, mã số 2 là em giao lưu bà con là 89 triệu nha, em bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã số 3, em có hai cái vỏ đạn nha. Hàng này là vỏ đạn xưa người ta làm bóng lại, ta đánh bóng lại cho kỹ lại ha. Ở trên đây là gỗ nha.
Đó, hàng này ta làm mỹ nghệ lại nha bà con. Này để trưng bày đồ rất đẹp nha. Đó, vỏ đạn này là vỏ đạn xưa nha, chuẩn xưa nha. Chiều cao là 95. Đó. Đây, cái hoành vỏ đạn này là 31 nha bà con, một cặp nha. Nó như nhau nha. Đó, cái này mình đem về mình trưng bày nha. Rất đẹp luôn. Đó, cái màu đồng rất là sáng luôn. Cái này đã đánh bóng là ta làm lại mới hết rồi. Rồi cái cặp vỏ đạn này thì em giao lưu với bà con là giá là 3,6 triệu nha bà con. Cặp này là 10 kg nha. 10 kg em giao lưu với bà con chỉ 3,6 triệu thôi. Rất là dễ chơi luôn. Em bao ship toàn quốc. Đây, mã số 2. Ủa, mã số 4. Mã số 4 là có một cây kiếm nha bà con. Đó, cái kiếm đồng ha. Cái hàng này khá cũ lâu rồi nha bà con. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Mình trưng bày phong thủy cũng khá tốt nha bà con. Đó, cây kiếm nha. Chất liệu là đồng, đồng này đồng nguyên khối đồng gạch nha bà con. Đây. Đây đó là cái vỏ nha. Cây kiếm đây. Nặng, rất là nặng nha. Cầm lên là nặng chì tay nha bà con. Đó. Cái này khoảng 6-7 kg nha. Trên nữa. Này khi mà bà con có quan tâm tới thì em sẽ chụp hình. Đó, và em cân ký đồ báo cho bà con mình xem luôn. Đó, cho nó dễ nha. Mã số 4 này, cái kiếm này em giao lưu với bà con là giá 3,2 triệu. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, cái giá này cũng khá là dễ xài nha. Đó, mình mua mình trưng bày giá này cũng ok nha bà con. Rất là được nha. Đó, mã số 4 nha. Tiếp tục mã số 5. Đó, em có một cái khai. Đây, khai này khai cẩn nha. Đó, cẩn ngà nha bà con. Rất là đẹp. Đó, chất liệu là gỗ gỗ trắc, chất liệu là gỗ trắc nha bà con. Đó. Cẩn hết 4 mặt nha. Chiều dài là 25. Ngang này khoảng 16 nha, 15 nha. Đó, hàng này thì nó cũng khá cũ, khá lâu rồi, rất là nặng nha. Đây, phía trong. Đó, những cái móc này là mới làm lại nha bà con. Đó, bởi cái màu nó còn mới mới ha. Đây. Nhìn gần dân cái gỗ trắc nhìn rất đẹp nha. Đó. Mặt trong luôn đây. Hàng này cũng khá cũ rồi nha bà con. Cái này khoảng 20 năm, hai mấy năm nha. Đổ về nha. Đó. Rồi cái khai này thì em giao lưu với bà con là giá là 4,6 triệu. Đó, cái khai này khai gỗ trắc khảm ngà nha. Đó. Tức là chim hoa nha bà con. Đây, cái tới một cái hũ đựng trà nha. Đó, bằng gỗ nha. Đó, rất là đẹp luôn, khảm. Cái này chắc liệu là gỗ gõ nha bà con. Gỗ gõ ha. Này tích trúc lâm thất hiền quá. Đó, trúc lâm thất hiền nha bà con. Đây, cái nắp đựng trà nha. Đây, phía trong này khảm đều hết. Đó, hàng này rất là đẹp nha bà con. Đó, mình có những cái khay trà, mình có những cái hũ đựng trà này để kế bên, bên. Đó, rất là hợp nha ha. Rồi mã số 6 này em giao lưu bà con 2,2 triệu nha. Đó, để em đo kích thước chiều cao ha. Chiều cao là 20 đi. Đó, cái bụng này là khoảng 33 nha. Đó, giá là 2,2 triệu. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, cái khay đựng trà nha. Tiếp tục. Đây. Đây. Này chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Đó, một cái tráp nữa nha, tráp vuông. Đó. Ngang như gì là nó khoảng 18, tổng cái chiều dài như gì là khoảng 30 nha bà con. Đó, tráp này 30 ha. Cái hàng này cũng khá cũ rồi. Đó, khoảng mười mấy 20 năm đổ về. Cái này em có lên một lớp bạc ni lại xương lại nha. Để cho nó mới lại, chứ nó đã cũ, rất là cũ rồi. Đây, mình xem. Ốc khảm rất là tơn tóc luôn, rất là khéo léo luôn ha. Ốc đỏ lửa luôn. Đó, ốc đỏ lửa, vàng chanh đỏ lửa, rất đẹp. Đó, đây. Những cái mặt này toàn bộ khảm hết. Đó. Khảm rất là sắc nét nha bà con. Này như bức tranh đồng quê nha, thu nhỏ lại nha. Đó, rất đẹp luôn. Đây. Cái tráp này thì em giao lưu bà con là 3,500,000. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, 3,500,000. Rồi, đó là mã số 7 nha bà con. Là một cái tráp ha. Mã số 8. Mã số 8 là có một cái bình củ tỏi nha. Hàng này gốm chu đậu. Đó, khá là đẹp luôn. Chiều cao. Chiều cao là 55. Đó, hàng này cũng già, khá già tuổi nha bà con. Ở trên đây có 4 con dơi tượng trưng cho cái chữ phúc nha bà con.
Rất là đẹp luôn. Hàng hoa văn thì đắp nổi đó, những cái hàng hoa văn đắp nổi này đa phần đó, nó trong lò gốm nung nó sẽ có những cái tì vết như vậy ha. Đó, có khi nó hơi quá lửa một tí đó, là cái đó là bình thường nha bà con. 111 đó. Cái này thì em giao lưu với bà con mã số 8 này, em giao lưu bà con 2,5 triệu em bao ship toàn quốc nha, 2.500.000 em bao ship toàn quốc đó. Tiếp tục là một cặp bình gốm dạng ninh nha bà con đó, hàng này hàng gốm dạng ninh đó, đây men rất là đẹp luôn. Chiều cao là 50 đó. Cái bụng bình này là bình bí nha bà con, 76. Cổ bình này là khoảng 30. Ở miệng bình thì là gần 15 nha. Đây, mình xem nước men nó đã xuống, theo thời gian đã xuống rất là đẹp nha. Cái này cái tích cái gì đây không biết nữa. Đây, bà con biết bà con comment giùm em ha, để cho những cái clip sau nó có tình trạng gì thì em báo cho dễ nha. Em chân thành cảm ơn bà con trước nha. Đó đây, chôn đáy đây. Hàng gốm dạng ninh nha bà con. Đó, cặp này thì em giao lưu bà con giá chỉ 2,2 triệu thôi, em bán rút vốn nha. Cặp này khá rẻ luôn, rất là đẹp nha, 2.200.000 đó. Mã số 8 nha bà con. Tiếp tục mã số 9. Ủa? Tiếp tục mã số 10 nha bà con. Mã số vừa xuống là mã số 9 nha. Mã số 10 đó, em có một cái đĩa là tùng lọc nha, tùng hạt tùng lọc vậy ha. Này vẽ đủ thứ vô chân nha bà con. Đường kính này dĩa này là 35 nha. Chất này là men này gốm Bát Tràng nha bà con. Đó, mình xem chi tiết vẽ này rất là đẹp nha. Đó, cái men thì đã gạn theo thời gian lấy gạn rồi. Đó, gốm này là gốm Bát Tràng nha. Đó, mặt sau đây. Cái dĩa này chân này luôn thì em giao lưu bà con là giá là 900.000, bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, 900 nha. Đó. Đĩa Bát Tràng ha, mã số 10 nha bà con. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11 em có một cặp đôn nha. Đây, cặp đôn này rất là đẹp nha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ. Đôn này thì mình để mình trưng bày những cái bình hoa, những cái bình hút lọc lớn nha. Đó, để đang cho mình trưng bày nhìn rất là đẹp luôn. Đó, bình hút lọc thì đem về tài lọc và thịnh dưỡng cho mình. Đó, em đo cái mặt đôn nha. Cái mặt đôn này là 39. Đó, chiều cao của đôn là 89. Số rất đẹp nha. Đó, chất liệu là gỗ gõ đỏ. Hàng này cũng khá cũ rồi, khoảng 2-30 năm rồi. Đó, theo thời gian thì cái màu gỗ nó đã xuống, nhìn cũng biết nha bà con. Đó, một cặp như gì, đá dân mây nha. Ngang như gì là 27 mặt đá nha. Đó, đục chạm rất là tinh tế ha. Cái này là chữ phúc nha bà con. Đó, rất đẹp luôn. Đây, cái cột chân của nó là khoảng gần 10 nha bà con. Đó, hàng này là đục chạm là rất tinh tế và rất khéo léo luôn nha. Cặp đôn này thì em giao lưu với bà con mã số 11 này là em giao lưu bà con là 6.200.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó, một cặp đôn nha. Tiếp tục là cặp đôn số 12. Đây, đôn này là đôn cũng gỗ gõ đỏ luôn nha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ, hàng cũng khá cũ rồi nha. Rồi, em đo thông số cái mặt đôn. Mặt đôn là 30. Đó, hai cái giống nhau nha bà con, một cặp nha. Đó, chiều cao như vậy là 79 gần 80 rồi nha bà con. Đó, mình xem cái màu sắc nó khá hài hòa nha. Cặp này rất giống nha, rất đẹp luôn. Cái này nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp, rất có duyên nha. Đó, này chạm rất là chạm tỉa, rất là đẹp luôn. Đó, một cặp như gì thì em giao lưu với bà con là giá là 3,5 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con. 3,5 triệu một cặp đôn đó, khá là dễ chơi. Rồi, mã số 13 là một cái đĩa nha bà con. Đó, cái đĩa này đĩa là Quyên Ương nha. Đó, ở đây là vẽ những cây tùng ha, sơn thủy quyên ương gì có đầy đủ hết nha. Hội tụ gì đây nha, 40 là cái đĩa, đường kính 40 nha. Đó, chiều ngang là 40. Đây là hàng vẽ tay ha, nó bị lỗi này một tí nha bà con, này là lỗi lò nha. Đó, những cái tinh vết này, tì vết này là lỗi lò, hàng này cũng khá cũ rồi. Đó, khoảng dài mười mấy 20 năm rồi nha bà con. Đây, mặt sau. Đó, mình xem chôn đế là mình cũng biết những cái dòng này nó đã già đồ nha. Đó, cái đĩa này thì em giao lưu bà con là 1.300.000, em bao ship toàn quốc nha. Đĩa này cũng là tác phẩm cuối clip nha bà con. Cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Em rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh thấy hay, ha, tặng cho em một lượt chia sẻ, một lượt like và một lượt đăng ký ha, để em có động lực làm những cái clip tiếp theo để phục vụ cho bà con. Em chân thành cảm ơn ạ.